Trở lại bản tin ngắn. Trở lại bản tin liên quan ông vua của tiểu bang California chết lộn. Đã dân chủ làm gì có vua, sao mà có vua được? Vua lưng nó xạo quá. Được bầu một cách rất là hợp pháp. Trước khi bầu gửi cho mọi người cái check 500 đô. Rồi bây giờ cuối cùng nợ ngập mặt tại tiểu bang California báo cáo. Chuyến du lịch California cùng Gavin Newsom có giá nấp 5 lần so với những tiểu bang. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ông đi du lịch, ông đi vòng vòng và ông tốn rất nhiều tiền. Một báo cáo mới của blog về vấn đề công cộng CalMatter. Chuyến tham quan tiểu bang của thống đốc California đã khiến người nộp thuế phải trả 5 lần so với những tiểu bang truyền thống. Có nghĩa rằng là ông này ông đi vòng vòng, ông đi rao giảng về vấn đề môi trường, ông đi rao giảng về vấn đề súng ống, ông đi rao giảng về vấn đề công bằng, tự do, xã hội, văn minh, whatever. Kinh hoàng tại tiểu bang. Ông Newsom sẽ đưa ra một loạt thông báo chính sách trong chuyến công du toàn cái tiểu bang trong tuần tới, thay vì một bài phát biểu thông điệp liên bang truyền thống, vốn được yêu cầu bởi hiến pháp California và thường được thực hiện trong văn phòng của Quốc hội. Văn phòng của ông Newsom cho biết giải thích rằng ông sẽ gửi đến một cái lá thư chính thức đến cơ quan lập pháp. Có nghe đi du lịch đó, đi di hành. Vua Newsom di hành California xuống quận Cam nữa chứ, xuống quận Cam để có một đám dân chủ Việt đang chờ dưới đây nè, đợi ông vua. Vua di hành. Người phát ngôn của thống đốc bang cho biết dựa trên bài diễn văn nhậm chức và ngân sách tháng giêng, thống đốc cũng mong muốn hoàn thành nghĩa vụ theo cái hiến pháp của mình để cập nhật cơ quan lập pháp về tình trạng của tiểu bang và tham gia cùng một số cơ quan lập pháp trên khắp California để thác vào đề xuất chính sách mới để củng cố cộng đồng của chúng ta. Theo thông báo thư từ của CalMatter cho thấy ông Newsom có thể khiến người nộp thuế trả hóa đơn gấp 5 lần. Đâu phải tiền của ông đâu mà sợ, tiền của dân mà. Bài phát biểu tháng 2 của 2019 của ông Newsom trước cái phiên họp chung của cơ quan lập pháp Sacramento khiến người nộp thuế trả 7.000 đô la, chủ yếu là chi phí đi lại cho những tư vấn và dịch vụ máy nhắc chữ. Chuyến công du, chuyến du hành của vua Newsom sẽ tiêu tốn ít nhất 38.000 đô theo cái biên lai thu được trong hồ sơ công khai và các khoản thu gồm chuyến bay, khách sạn, chi phí vận chuyển cho thống đốc và nhân viên của ông. Bài phát biểu tháng 2 2019 rẻ hơn, mà trong khi đó cuốn di hành của lần này lại đắt đỏ hơn. Trong đó có tôi gián tiếp cũng trả qua khoản thế để cho ông di hành. Ôi tuyệt tình. Bây giờ tôi cũng biết thở dài rồi. Chắc phải di chuyển. Di chuyển đi đâu đây, từ từ tôi sẽ thông báo cho quý vị. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tin tức của tin tức. Chào tạm biệt.